Xin chào các bạn, cho đến hôm nay thì sự kiện NWC 2016 chỉ còn một ngày nữa thôi là kết thúc. Và có lẽ với tất cả những người quan tâm công nghệ thì Samsung Galaxy S7 vẫn là ngôi sao sáng và thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của những người tới tham dự triển lãm, cũng như cả những khán giả đang ngồi tại nhà như chúng ta. Không chỉ tạo được sự sôi động tại Barcelona, rất nhiều nơi khác cũng đang nóng dần lên với mẫu Galaxy S7. Và trong Mac Daily ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với những tin tức thú vị bên lề triển lãm NWC này nhé. Mọi thông tin về S7 chúng ta dường như đã nắm quá rõ ràng sau sự kiện Samsung Unpacked 2016 vừa diễn ra hôm trước. Và ngay sau khi ra mắt, Galaxy S7 đã được một trang web ở Nga đưa lên bàn mổ để khám phá nội thất bên trong. Giờ thì hãy cùng nhau đi tìm ngóc ngách của chiếc smartphone này nhé. Đầu tiên là hệ thống tản nhiệt. S7 dùng cơ chế tương tự như Xperia Z5 hay Lumia 950XL với một ống dẫn bằng đồng khá lớn để truyền nhiệt lượng từ SLC rồi phân tán nó rộng ra bên trong máy. Đặc biệt là bên trong ống đồng này có chứa chất lỏng dẫn nhiệt. Và hẳn là các bạn luôn băn khoăn tại sao S7 lại không bị thấm nước và sử dụng vẫn tốt trong điều kiện trời mưa. Samsung đã làm như thế nào? Theo cảm nhận của người thực hiện ca mổ thì các bộ phận bên trong S7 đã được làm rất chặt chẽ để tránh nước chảy vào bên trong. Mặt sau thì được dán keo chắc chắn vào khung sườn. Tuy nhiên khá đặc biệt là Samsung lại không sử dụng các răng cao su như trên các thiết bị chống nước khác. Camera chính của S7 và S7S cũng sử dụng cảm biến ảnh IMX260 độ phân giải 12MP do Sony cung cấp, chứ không phải là cảm biến Retcell do chính Samsung phát triển. Và theo như Samsung thì điều này sẽ giúp cam hoạt động trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Và đây là một sự nâng cấp so với Galaxy S6 và Note 5. Có vẻ như cứ mỗi lần nâng cấp thì Samsung lại làm người dùng phải yêu mến hơn những chiếc camera nhỏ xinh của họ. Có vẻ chức năng chống nước của Galaxy S7 được trải nghiệm một cách triệt để khi Samsung tung ra một đoạn quảng cáo mà trong đó S7 được sử dụng trong điều kiện trời mưa. Thì mới đây lại có một video thú vị khác liên quan đến tính năng này. Mới đây nhà mạng T-Mobile đã tung ra video độc hộp hai sản phẩm cực kỳ ấn tượng này. Và bằng một cách vô cùng ấn tượng không kém, đó là mở hộp dưới nước. Và kết quả thực sự rất xứng đáng với mong đợi của chúng ta. S7 vẫn sống sót sau màn mở hộp độc đáo này nhờ được trang bị khả năng chống nước và bụi bẩn theo chuẩn IP68. Và thậm chí người trải nghiệm còn thử dùng một số tính năng của thiết bị này như xem video hay là chụp ảnh. Và các bạn có thể hoàn toàn thấy rõ những hình ảnh khá rõ nét mà S7 mang lại trong video này. Tuy nhiên người thực hiện mở hộp cũng không thử trình diễn khả năng cảm ứng khi màn hình bị ướt cho chúng ta xem. Và khi đã được ra mắt rồi thì điều cuối cùng mà chúng ta cần quan tâm đó là thời điểm và giá bán ra. Theo như thông tin rò rỉ thì Việt Nam sẽ là một trong những thị trường đầu tiên được phân phối siêu phẩm này. Và giá bán chính hãng của S7 và S7S tại thị trường Việt Nam cũng theo thông tin rò rỉ lần lượt sẽ là 16,99 triệu đồng và 18,99 triệu đồng. Như vậy là giá dự kiến lần này tốt hơn giá mà chúng ta được nghe trong lần rò rỉ trước khá nhiều. Trên các trang tin nước ngoài thì giá bán không hợp đồng của Galaxy S7 ở Mỹ là 699,99 đô la, tức là tương đương với 16 triệu đồng. Vì vậy, thông tin giá bán của S7 Việt Nam rất có cơ sở và là khá tốt. Theo thông tin mới đây nhất được đăng tải trên Android Authority đã cho biết Google đã xóa bỏ App Drawer trên các bản thử nghiệm Android N. Vì vậy mà các ứng dụng của chúng ta sẽ trải hết ra màn hình chính tương tự như iOS của iPhone. Việc bỏ App Drawer sẽ giúp chúng ta tiết kiệm một bước thao tác khi muốn khởi động chạy ứng dụng. Và khi cần tìm app nào thì bạn có thể xài ngay widget Google Search, chứ không phải mò mẫm qua từng trang home nữa. Tuy vậy cũng sẽ có những bạn cảm thấy không hề thích thú với sự thay đổi này chút nào, vì vốn đã quá quen với cấu trúc trước đây và muốn để home screen trống để trông đỡ rối mắt khi mà chúng ta mở điện thoại lên. Nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục hy vọng việc Google sẽ không xóa bỏ App Drawer, vì đây mới chỉ là bản thử nghiệm và Google hoàn toàn có thể bổ sung loại App Drawer vào Android N khi nó ra mắt chính thức. Android N sẽ xuất hiện dưới dạng review tại hội nghị Google I/O diễn ra vào tháng 5 tới đây, còn bản chính thức thì phải tới tháng 10 hoặc 11 mới có, theo thông lệ hàng năm của hãng. Và còn các bạn thì sao? Các bạn theo chiều hướng ý kiến nào, muốn bỏ hay là không? Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Mac Daily ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ có một ngày thật được vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!